Bản tình ca màu đỏ thẫm khởi đầu với bối cảnh Conan cùng gia đình Kogoro và nhóm thám tử nhí lớp 1B đến với trụ sở đài truyền hình Nichiuri. Tại đây, ông bác dâu kẽ Mori tham dự vào buổi tọa đàm về bộ môn Karuta. Kyogi Karuta, trò chơi giành lá bài theo nhịp ngầm thở đã được phát triển thành một bộ môn thể thao tại Nhật Bản. Ở đó, họ gặp lại cặp đôi Heiji Hattori, cậu thám tử da ngăm người Osaka và cô bạn thanh mai trúc mã Kazuha Toyama. Bỗng nhiên vào ngày ghi hình, đài truyền hình bị đe dọa đánh bom và tòa nhà thực sự đã nổ tung, đẩy nhóm bạn vào nguy hiểm trong gang tấc. Từ sự kiện này, thông tin về giải đấu Karuta sắp tới bị xáo trộn nghiêm trọng khi quán quân năm ngoái và đồng thời là tuyển thủ đáng chú ý nhất năm đã bị sát hại tại nhà riêng. Conan dù đóng vai trò quan trọng trong những pha hòa giải tình huống, nhưng lần này cậu thám tử lớp 1B bỗng nhiên bị cho ra rìa vì bị Heiji cướp mất spotlight. Hãy cùng lời tắm bắt đầu video Movie 21 Bản tình ca màu đỏ thẫm để chứng kiến những màn phá án của chàng thám tử bị teo nhỏ collab với anh chàng thám tử da ngăm nào. Tại khu nhà nghỉ ở Kyoto, trong lúc nạn nhân đang xem một trận đấu Karuta, hung thủ đã cầm một thanh kiếm giết chết nạn nhân. Thế nhưng không phải chém chết, mà là đánh chết nạn nhân. Chuyển cảnh đến trường quay ở Osaka, đám Conan cùng với thám tử Mori đang xem một trận đấu Karuta được ghi hình tại đây. Đó là trận đấu giữa Mikiko, trưởng nhóm câu lạc bộ Karuta của Học viện Kaiho, và Momiji, quán quân Haruta. Gia đình bác Mori cùng với đội thám tử nhí đang có một chuyến du lịch đến Kyoto. Sonoko không thể tham gia chuyến đi lần này vì cô đã bị cảm. Lần này cả bọn cùng gặp gỡ Heiji, thám tử trung học miền Tây, và cô bạn Kazuha thanh mai trúc mã của Heiji. Khi đang ở trường quay, bác Mori cùng với Conan, Kazuha, Heiji và Mikiko đã thấy bộ bài Karuta của Hiệp hội Sasuke. Nó là bộ bài huyền thoại được dùng trong các giải đấu quốc gia do Hiệp hội Sasuke tổ chức. Được chơi nó là một trong những ước mơ của những người chơi Karuta. Hiệp hội Sasuke được thành lập bởi nữ hoàng Sasuke. Sau này, chồng của cô là Kensuke, cũng chính là chủ tịch hiệp hội. Kensuke không chỉ là một nhà bất động sản tài ba, mà ông còn là người đọc những bài thơ trong các trận chung kết Karuta. Đám Conan lúc này đang đi dạo trong đài truyền hình, thì Heiji đã vô tình đụng trúng Momiji. Cô nàng bật khóc khi nhìn thấy khuôn mặt của Heiji. Momiji thốt lên, định mệnh, cuối cùng cũng gặp được anh rồi. Cả bọn lúc này nhốn nhào cả lên, vì không hiểu cô đang nói chuyện gì. Sau đó, Momiji nhận Heiji chính là chồng tương lai của mình. Trong khi Heiji đang bối rối vì chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, người đài truyền hình đã xuất hiện và lôi Momiji đi ghi hình. Kazuha với khuôn mặt tức giận tra hỏi Heiji, người phụ nữ đó rốt cuộc là ai, nhưng Heiji vẫn không tài nào nhớ ra cô gái đó là ai. Conan search Google thì được biết cô nàng là Ooka Momiji, là nhà vô địch cúp Sasuke của trường trung học Kyoto Senshin. Cô được dự đoán sẽ trở thành nữ hoàng trong tương lai. Tại sở cảnh sát Osaka, họ đã nhận được một bức thư cảnh báo sẽ cho đài truyền hình Nichiuri nổ tung, đính kèm theo là hình ảnh của bộ bài Karuta. Tin tức này nhanh chóng được thông báo đến đài truyền hình. Tất cả mọi người phải sơ tán ngay lập tức. Ai cũng hoang mang không biết đây là sự thật hay chỉ là một trò đùa của kẻ nào đó. Cảnh sát cũng được điều động đến hiện trường ngay lập tức. Conan sau khi biết được thông tin tòa nhà bị đánh bom, cậu đã trôm chìa khóa xe của bác Mori, đi lấy ván trượt của mình và vào tòa nhà tìm hiểu nguyên nhân. Cậu vô tình phát hiện ra Heiji vẫn còn ở bên trong. Vì lo lắng cho bộ bài Karuta, nên Mikiko đã liều mạng quay lại để lấy chúng. Điều này cũng đã kéo theo Heiji và Kazuha cũng ở lại. Sau khi thành công lấy được bộ bài, cả ba quay trở ra cùng với viên cảnh sát. Ở phía ngoài tòa nhà, một kẻ bí ẩn đã kích hoạt quả bom. Mikiko thành công thoát được ra ngoài. Tuy nhiên, Heiji và Kazuha vẫn đang bị mắc kẹt ở trong. Mọi người lúc này vẫn chưa hết bàng hoàng, thì hung thủ đã kích hoạt quả bom thứ hai. Cả Heiji và Kazuha bên trong đều đang khốn đốn tìm cách ra khỏi tòa nhà. Phía dưới giờ đã thành biển lửa, họ chỉ còn một cách là chạy lên tầng thượng. Conan ở bên ngoài lúc này cũng hết sức lo lắng cho đôi bạn trẻ. Cậu tức tốc dừng ván trượt và dùng hết trí thông minh để giải cứu bạn mình. Cuối cùng, cậu đã thành công tiếp cận được với vị trí của đôi bạn trẻ. Không còn thời gian nữa, Heiji lúc này dùng dây đai an toàn của Conan đưa Kazuha xuống dưới nước. Những thanh sắt từ đâu rơi xuống, vô tình làm cho Conan bị kẹt lại. Vụ nổ ngày càng lớn hơn, khói lửa mù mịt khắp mọi nơi làm cho Conan không thể thở nổi. Cậu cố gắng tìm ra lối thoát cho riêng bản thân mình. Conan sử dụng ván trượt, rồi dùng chiếc chảo phát sóng khổng lồ làm bàn đạp để nhảy sang con sông gần đó. Thế nhưng, kế hoạch của cậu đã có một chút sai sót. Heiji đi guốc trong bụng của Conan. Anh đã đứng sẵn chờ bắt lấy cậu và nhảy xuống sông cùng nhau. Cuối cùng thì tất cả mọi người cũng đều an toàn sau vụ nổ. Chủ tịch Kensuke bị thương nhẹ ở vùng đầu. Ông vô cùng vui mừng vì bộ bài Karuta vẫn an toàn. Thế nhưng Mikiko đã bị thương ở tay sau vụ nổ. Cô không thể kịp bình phục để có thể tiếp tục tham gia thi đấu cúp Sasuke. Thế nhưng, nếu năm nay không tham gia thì câu lạc bộ Karuta ở trường cô sẽ bị giải thể. Thế là cả bọn quyết định để cho Kazuha thay cho Mikiko thi đấu. Momiji đứng ngoài nghe được bắt đầu cười phá lên, cho rằng người chỉ mới chơi như Kazuha mà cũng đòi thắng giải đấu Sasuke sao. Momiji nhận ra Kazuha chính là cô gái đi cùng với Heiji lúc trước. Kế đó Kazuha đã buộc miệng nói rằng Heiji là của tôi. Momiji cũng dựa vào đó và đưa lời thách đấu với Kazuha. Người chiến thắng giải đấu ngày mai sẽ trở thành ứng cử viên cưới Heiji, cũng như tỏ tình với anh.
Vì trong lòng Kazuha cũng đã thầm thương trộm nhớ Heiji từ lâu, nên Kazuha nhanh chóng chấp nhận lời thách đấu ấy, dù cho bản thân chưa hề có kinh nghiệm thi đấu. Khi ra về, Momiji đã đụng phải Bakemori và vô tình làm rơi chiếc ví của mình. Ran muốn trả lại chiếc ví ấy nên đã đuổi theo Momiji ra ngoài cửa bệnh viện nhưng cũng đã không kịp. Vì muốn trả lại ví cho Momiji nên Ran đã mở ra xem sao. Bên trong có hai bức ảnh. Đầu tiên là hình ảnh của một người đàn ông. Một tấm ảnh khác là hình của Heiji và Momiji lúc nhỏ đang ngoắc tay nhau. Không biết họ đang hứa gì nữa. Có lẽ họ đã hứa kết hôn cùng nhau chăng? Ran dặn Conan là không được để ai biết đến chuyện này. Đặc biệt là Kazuha. Conan đã lén chụp bức ảnh của người đàn ông trong ví của Momiji lúc nãy. Vụ án mạng xảy ra ở nhà nghỉ này đã được phát hiện. Sau khi nghe tin, Conan và Heiji lập tức có mặt ở đó. Cả hai cùng có màn gặp gỡ với thanh tra Ayano Koji. Nạn nhân là Yajima Toshiya, là một người chơi Karuta, con ruột của một gia đình nấu sake nổi tiếng. Và hiện tại anh ta đang sống ở đây một mình. Anh ta bị sát hại vào khoảng 6 giờ sáng và được phát hiện vào lúc 14 giờ. Hiện trường vụ án lúc này rất bừa bộn. Theo như điều tra ban đầu thì nó giống như một vụ cướp. Conan bắt đầu chụp lại hiện trường vụ án. Có lẽ ai đó đã bỏ thứ gì có máu vào trong tay nạn nhân. Vệt máu cũng có trên các thẻ bài Karuta rơi vương vãi khắp sàn nhà. Tên hung thủ này có vẻ đã nhận ra thông điệp mà nạn nhân để trên các thẻ bài, nên hắn đã cố tình xáo trộn chúng. Việc tìm manh mối trong mớ hỗn độn này cứ như là mò kim đáy bể vậy. Heiji phát hiện ra gần xác nạn nhân là một chiếc điều khiển TV. Có lẽ nạn nhân đang xem dở thứ gì đó. Khi mở chiếc TV lên thì trên màn hình chính là Ooka Momiji. Nó là băng ghi hình cuộc thi Kachung Satsuki lần thứ 15 đến lần thứ 20. Có lẽ Yajima muốn xem lại để học hỏi được thứ gì đó. Bởi vì kỹ năng được dùng ở trận chung kết rất nhiều. Tất cả mọi chiến thuật hay, cách sắp xếp bài đã được thể hiện ở đây. Chưa kịp điều tra thêm điều gì thì Mori đã xách cổ Conan và Heiji lôi ra khỏi đấy. Nhưng không sao, với những tấm ảnh mà Conan đã chụp ở hiện trường, cậu đã gửi hết cho Haibara và nhờ cô phân tích giúp cậu. Trong số đó có cả tấm hình người đàn ông trong ví của Momiji. Conan muốn điều tra thêm về người đàn ông đó. Lúc này, phía bên ngoài nhà nghỉ có một chiếc xe tiến tới. Một người đàn ông bước ra khỏi xe. Anh ta tên là Sekine, một thành viên của Hiệp hội Satsuki. Đồng thời anh ta cũng chính là đối thủ của Yajima. Trong 2 năm gần đây, trận chung kết cúp Satsuki đã ghép mặt hai người họ. Thế nhưng Sekine đã thua liên tiếp 2 năm. Heiji và Conan lúc này đã đoán được hung thủ là ai. Thế nhưng, để có thể buộc tội hắn ở vụ nổ đài truyền hình và nhắm đến thành viên Satsuki thì vẫn chưa đủ chứng cứ. Cả hai quyết định chia nhau ra hành động. Conan theo dõi Kensuke, còn Heiji sẽ phụ trách theo dõi Momiji. Kazuha cùng Ran bắt đầu luyện chơi bài Karuta. Vì lo lắng cho Heiji nên Kazuha đã gọi điện cho anh. Vậy nhưng Heiji lại không nhận ra tâm ý của cô. Kazuha trách móc tại sao anh ta không về. Vì Heiji đã hứa sẽ luyện tập cùng cô cho tới cuộc thi Karuta mà. Bởi vì từ nhỏ Heiji đã chơi Karuta rất giỏi. Thế nhưng Heiji lại chẳng thể nào hiểu nổi được tâm ý của Kazuha, nên bị cô coi là đồ ngốc. Conan lúc này đang tập trung theo dõi Kensuke. Cậu đã cài thiết bị theo dõi để không phải theo sát ông. Trong lúc Kazuha đang luyện tập thì Conan đã dẫn mẹ của Heiji đến. Bà chính là cựu vương Karuta. Được sự ủy thác của con trai mình nên bà đã tới đây để giúp Kazuha luyện tập. Về phía Heiji, anh tới nhà của Momiji và được quản gia Iori tiếp đón. Phía bên này, Kazuha vẫn đang luyện tập vô cùng chăm chỉ và cố gắng luyện tập đến mức gần như là bị kiệt sức. Cô rất có tiềm năng, nhưng để vào top 4 thì có lẽ sẽ là thử thách rất khó khăn và sẽ còn khó hơn nếu cô muốn đến được vòng chung kết. Trước khi ra về, mẹ của Heiji nói rằng ta chắc chắn lần này sẽ rất khó, nhưng không phải là không thể. Trong trận đấu Karuta, sức mạnh tinh thần và ý chí chính là chìa khóa để chiến thắng, và cô bé có cả hai thứ đó. Lúc này, Heiji và Mori đang trực tiếp đối chất với Sekine, kẻ tình nghi số 1 trong vụ án. Thám tử Mori đang hôn mê, và thực chất người đang truy hỏi đó là Conan ngồi ở phía sau. Bọn họ đang cùng nhau nói về vụ án giết người của Yajima. Sekine liên tục bác bỏ rằng mình không liên quan đến vụ án. Cậu ta chỉ đến lúc án mạng đã xảy ra. Thế nhưng với lập luận của mình, Conan đã chỉ ra những điểm bất thường. Trước tiên là hiện trường của vụ án, được lục tung tất cả mọi thứ và xem như đây là một vụ cướp. Thế nhưng hung thủ lại chỉ động vào những thứ liên quan đến Karuta. Conan nghĩ rằng hung thủ là người có tình cảm đặc biệt và là một người quen với Yajima, vì trên người của nạn nhân cũng không có dấu hiệu của một cuộc ẩu đả. Hung thủ chính là người am hiểu về Karuta, và người được hưởng lợi từ cái chết của anh ta chỉ có Sekine mà thôi. Vì anh ta đã thua 2 năm liên tiếp dưới tay của Yajima, nên khi Yajima chết đi, thì Sekine có thể là người sẽ chiến thắng. Thế nhưng sau cùng tất cả cũng chỉ là suy đoán mà thôi, vẫn chưa có một bằng chứng cụ thể nào để buộc tội Sekine. Quay ngược trở lại ở hiện trường vụ án, Sekine cũng từng nói, cậu ấy bị đánh chết chỉ vậy thôi sao? Thông thường khi nghe thấy hung khí là kiếm, người ta sẽ nghĩ đến bị chém hoặc bị đâm. Nhưng anh ta lại nói là đánh. Chỉ có hung thủ mới có thể biết thanh kiếm bị gì mà không thể rút vỏ ra. Vậy tại sao Sekine lại biết nạn nhân bị đánh chết? Sekine đã biện minh bằng cách nói là do nhìn thấy ở hiện trường vụ án. Thế nhưng, khi anh ta tới thì thi thể đã được phủ vải rồi. Cho nên không có cơ hội nào để Sekine có thể nhìn thấy được thi thể. Trước những câu hỏi ấy, Sekine đã tỏ ra vô cùng bối rối và lấy cớ trận đấu sắp diễn ra rồi rời đi ngay lập tức. Sáng hôm sau, mẹ của Heiji đã gặp và muốn đấu một trận với Momiji. Trước khi rời đi, Momiji không quên cả khiện Kazuha là đồ cây lá tâm thường và có tiết lộ rằng Heiji đang làm vệ sĩ bảo vệ cho cô.
Nghe tới đây, máu của Kazuha càng sôi lên hơn bao giờ hết. Cô quyết tâm sẽ đánh bại Momiji cho bằng được. Phía bên ngoài, Conan và Heiji đang chuẩn bị bám theo đoàn xe của Kensuke. Khi đang dừng đèn đỏ thì một chiếc xe trong số đó bị nổ tung. Nạn nhân của vụ nổ chính là Sekine. Theo như bệnh viện liên lạc thì tỷ lệ sống sót của Sekine là 50-50. Những người còn lại vẫn an toàn và không bị thương. Cảnh sát nghi ngờ rằng hung thủ đang nhắm vào hiệp hội Sasuke. Haibara cũng liên lạc với Conan về việc điều tra người đàn ông trong bức ảnh. Ông ta là Nagoro Chikao. 5 năm trước, ông ta đã có một trận thi đấu với Sasuke và đưa ra điều kiện người thua sẽ phải bắt buộc giải thể hiệp hội của mình. Nagoro đã loan tin khắp nơi cho cánh truyền thông để tạo áp lực buộc Sasuke phải nhận lời thách đấu. Thế nhưng Nagoro không hề đến điểm thi đấu, cũng như là biệt tích từ đó cho đến bây giờ. Vì vậy mà trận đấu đó, Sasuke đã được xử thắng. Hiệp hội Nagoro cũng từ đó mà tan rã, và người muốn giải thể hiệp hội Nagoro chính là kẻ vừa bị giết, Yajima. Hai trong số thành viên còn lại của hiệp hội Nagoro đã gia nhập vào hiệp hội Sasuke, và đó chính là Sekine và Momiji. Đặc biệt Momiji chính là đệ tử số 1 của Nagoro. Việc điều tra chuyển sang hướng Nagoro trả thù hiệp hội Sasuke. Sau khi cảnh sát xem xét điện thoại của Sekine thì phát hiện ra trước khi vụ nổ xảy ra đã có một tin nhắn kỳ lạ gửi đến. Nội dung tin nhắn có đính kèm một bức hình lá bài Karuta. Nó chính là lá bài ưa thích của Nagoro. Heiji nhanh chóng liên lạc với Momiji để xác nhận xem cô có nhận được tin nhắn tương tự hay không. Quả thật là vậy, Momiji cũng đã nhận được tin nhắn đính kèm bài thơ. Heiji đưa ra lời cảnh báo rằng cô đang gặp nguy hiểm. Thế nhưng ngày mai là ngày thi đấu của Momiji và cô sẽ về nhà luyện tập bỏ qua lời cảnh báo của Heiji. Heiji và phía cảnh sát tạm kết luận, sau khi Nagoro giết Yajima, Nagoro đã để lại con bài mình thích rồi rời khỏi hiện trường vụ án. Sekine nhận ra rằng thầy mình Nagoro chính là kẻ giết người, bởi vì anh đã thấy lá bài thông điệp mà Nagoro để lại hiện trường. Nên Sekine đã làm rối tung hiện trường vụ án để trông nó giống như một vụ trộm cướp thông thường nhằm che giấu đi sự thật. Sau khi phân tích những lá bài mà Haibara gửi, Conan phát hiện ra tất cả những lá bài đều có một điểm chung. Có tổng cộng 6 lá bài thơ chứa hình ảnh của Mưu Thú Đỏ. Đó là những lá bài ưa thích của Nagoro. Chưa lần nào ông ta để vụn mất 6 lá bài ấy. 4 trong 6 lá bài đã xuất hiện. Vụ đánh bom ở đài truyền hình, cái chết của Yajima, vụ đánh bom xe của Sekine. Không còn nghi ngờ gì nữa, thủ phạm thực sự là Nagoro Chikao. Ran đã gặp và trả lại chiếc ví cho Momiji. Ran cũng tò mò và hỏi về bức ảnh của Momiji và Heiji trong ví. Momiji kể lại, trước đây, Momiji đã để thua Heiji trong một trận đấu Karuta và Heiji đã an ủi động viên cô bằng cách hứa sẽ lấy cô sau khi lớn lên. Từ đó cô lại có thêm động lực để luyện tập Karuta. Quay trở về khách sạn, dù Ran đã biết về mối quan hệ giữa Heiji và Momiji, nhưng Ran vẫn không thể nói cho Kazuha vì sợ nó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu của cô. Để hiểu rõ hơn về chuyện của Nagoro về 5 năm trước, Conan và Heiji đã cùng nhau để nói chuyện với Kensuke. Sự thật Nagoro đã từng thi đấu với Sasuke trước ngày thi. Lúc đó Kensuke cũng không có mặt. Sasuke đã thắng thuyết phục vì khi Kensuke tới nơi thì đã thấy khuôn mặt tái mét của Nagoro chạy ra khỏi phòng thi đấu. Đó cũng là lần cuối Kensuke thấy mặt Nagoro. Sở dĩ Kensuke không nói chuyện này cho cảnh sát vì sợ sẽ làm lộ chuyện với truyền thông và các thành viên khác của hiệp hội Sasuke. Nếu họ biết bộ bài Karuta huyền thoại bị sử dụng vào các cuộc thi cá nhân thì các thành viên sẽ phản đối vô cùng gay gắt. Cuối cùng thì ngày thi đấu cúp Sasuke cũng đã diễn ra. Lực lượng cảnh sát cũng kiểm tra nghiêm ngặt để không có sai sót gì cả. Lúc này, một kẻ bí ẩn đã trà trộn vào phòng cảnh sát. Phía bên ngoài trận đấu vẫn diễn ra vô cùng gay cấn. Khi Momiji và Kazuha đều xuất sắc vượt qua các vòng thi đấu, cuối cùng thì cả hai cũng đã đụng độ nhau ở vòng chung kết. Kazuha cũng đã khiến mọi người ngạc nhiên về năng lực của mình. Lúc này, Sekine ở bệnh viện cũng đã tỉnh lại. Suy luận của Heiji đã chính xác. Yajima gần đây đang cố điều tra về Nagoro. Sekine phát hiện ra nên đã theo dõi Yajima vì cho rằng anh ta biết được tung tích của người thầy cũ Sekine. Bởi vậy Sekine mới nhận ra điều bất thường và phát hiện ra thi thể. Cảnh sát quyết định sẽ trở về Osaka để hỏi trực tiếp Sekine. Tên lạ mặt kia chạy về phía căn nhà kho cũ ở gần bìa rừng. Có lẽ hắn được kẻ nào đó chỉ thị tới đây và đặt bom, cũng như bị thủ tiêu và bịt miệng luôn. Một mũi tên trúng hai đích. Ngay khi nghe thấy tiếng động lớn, cảnh sát bắt đầu chạy đến điều tra. Camera giám sát cũng không thu được hình ảnh gì. Phía bên này Momiji và Kazuha được Kensuke đưa đến nguyện đường tham dự vòng đấu chung kết, nguyện đường Sasuke. Nghe nói chủ tịch Kensuke xây dựng nó để tưởng nhớ người vợ của mình. Thế nên mỗi năm, chỉ có ông Kensuke và hai thí sinh lọt vào chung kết được lên đây đọc thơ thôi. Trận đấu sẽ được phát trực tiếp bên kia sông. Nhiệt độ ở sảnh luôn ở mức mặc định do hệ thống điều hòa không khí. Tường chống ồn bao quanh sảnh thuộc dạng công nghệ tối tân, ngăn chặn mọi tiếng ồn ở bên ngoài. Trong lúc chèo thuyền đến đó, Kazuha đã ngửi thấy một mùi hương gì đó. Kensuke trả lời rằng, gần đây có người kiểm tra lại thang máy, chắc là do mùi dầu còn để lại. Kazuha vì vậy mà cũng không suy nghĩ gì nhiều. Chắc chỉ tại cô lo lắng cho trận đấu chung kết sắp tới mà thôi. Tại hiện trường vụ nổ, cảnh sát phát hiện có một cái xác bị cháy nặng. Căn cứ vào hiện trường thì đó chính là do nạn nhân tự giải thuốc nổ. Conan phát hiện ra một chiếc nhẫn cỡ lớn của nạn nhân, làm cho cậu nhớ đến thư ký của Kensuke cũng có một chiếc tương tự. Vụ nổ này xuất hiện làm như thể Nagoro đã chết, để có thể đánh lạc hướng cảnh sát.
nếu Nagoro thực sự đã chết vào thời điểm này, vậy thì hai lá Karuta còn lại thì phải giải thích như thế nào? Cảnh sát đã đến kiểm tra tin nhắn của nạn nhân, thư ký chủ tịch Kenseke thì phát hiện ra, anh ta cũng được gửi một lá bài Karuta vào buổi sáng nay. Từ những dữ liệu có được, Conan ngay lập tức suy luận ra hung thủ chính là Kenseke. Vậy là chỉ có một lá bài, và người nhận lá bài đó vẫn chưa được xác định. Lá bài không được gửi đi vì hắn không thể xác định được ai sẽ đi vào phòng chung kết. Heiji lo lắng nhờ thanh tra Ayano Koji kiểm tra xem điện thoại của Kazuha có nhận được tin nhắn nào hay không. Quả thật là như vậy. 15 phút trước, điện thoại của Kazuha nhận được một lá bài ưa thích của Nagoro. Có nghĩa đối tượng là ba người trong nguyện đường Sasuke. Phía bên nguyện đường, cả Momiji và Kazuha đã bắt đầu trận đấu. Thanh tra Ayano Koji gọi điện phải yêu cầu dừng trận đấu ngay lập tức. Heiji và Conan thì tức tốc chạy đến nguyện đường. Thế nhưng một tiếng động lớn đã vang lên, khiến cho sàn nhà ở nguyện đường rung chuyển. Kensuke giả vờ trấn an nói chỉ là một vụ động đất nhỏ thôi. Tuy nhiên, phía bên dưới nguyện đường thì lửa cũng đã bắt đầu phun ra. Màn hình chiếu trực tiếp trận đấu cũng đã ngừng. Tất cả mọi người đều hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra. Đến phần gay cấn nhất của bộ phim rồi đây, Heiji bắt đầu thể hiện tài năng của mình bằng cách điều khiển con xe mô tô căng đét cực ngầu, băng qua muôn vàn hiểm trở đến giải cứu cô bạn Kazuha. Phía bên này, đám cháy một lúc càng lớn hơn. Vì nguyện đường có thể cách âm tốt, nên Momiji và Kazuha vẫn không hề biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài. Cả hai dồn hết sức tập trung vào thi đấu. Con đường vào trong quá hẹp nên xe cứu hỏa không thể tài nào tiếp cận được, và hệ thống phòng cháy cũng đã bị tắt. Trên đường đi, Conan cũng thảo luận với Hattori về vụ án. Liệu cậu có nghĩ Nagoro là hung thủ không? Heiji khẳng định là không, vì chỉ có Kensuke là người duy nhất có thể yêu cầu thư ký Kaida của mình đặt bom mà thôi. Và hơn hết, ông ta còn có kế hoạch tự sát cùng cả hai người thi đấu. Liệu Conan và Heiji có ngăn chặn được ý đồ xấu của Kensuke hay không? Conan tiếp tục phân tích và chỉ ra rằng mọi việc không phải là sự trả thù của Nagoro và Hiệp hội Sasuke. Đó chỉ là bức tranh mà Kensuke đã vẽ ra để đánh lạc hướng tất cả mọi người. Vì một lý do nào đó mà 5 năm trước, Nagoro đã xuất hiện trước ngày diễn ra trận đấu ở Hiệp hội Sasuke. Dù Kensuke khẳng định Sasuke đã chiến thắng, nhưng có điều gì đó không đúng ở đây. Đó là tấm ảnh mà Heiji và Conan đã thấy trong bài báo cáo ở khách sạn. Kensuke đã từng tuyên bố, bất cứ khi nào có trận đấu của Sasuke, ông ta sẽ luôn làm sạch xe của mình trước ngày thi đấu. Thế nhưng trong bức ảnh thì tấm xe của ông lại quá bẩn. Kensuke đã không làm sạch xe của mình trước ngày thi đấu, vì ông biết chắc chắn Nagoro sẽ không đến. Có lẽ Sasuke đã thua trong trận đấu diễn ra trước đó, và Yajima đã có được bằng chứng từ những quân bài Karuta, nên Kensuke đã phạm tội. Những quân bài Karuta vẫn có thể còn dấu vân tay của Kensuke. Đó là lý do tại sao Yajima lại tạo ra một chương trình đặc biệt để anh ấy có thể có được cảnh quay phim của bộ bài Karuta. Đó cũng là lý do vì sao vụ án của Yajima xảy ra cùng thời điểm khi phòng thu truyền bị ném bom. Kensuke mang tội ác của mình đến trận chung kết cuộc thi Sasuke là để che giấu thi thể Nagoro đang bị ẩn trong nguyện đường Sasuke, nơi mà trận chung kết được tổ chức. Ông ta đã tạo ra một kế hoạch hoàn hảo ngay từ đầu và biến người đã chết như Nagoro trở thành tội phạm. Nhưng nếu thi thể đó được phát hiện, ông sẽ mất tất cả. Ngọn lửa lúc này đã dâng lên cao. Cuộc so tài của Momiji và Kazuha cũng đã gần đến hồi kết. Bằng kỹ năng lái xe thần sầu của mình, Heiji đã bay thẳng qua phía bên kia nguyện đường. Conan đã dùng thắt lưng tạo ra bóng khổng lồ, khiến cho thác nước có thể tỏa ra nhiều hướng để dập tắt ngọn lửa. Lúc này, cả ba người trong nguyện đường hoảng hốt chạy ra vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Conan lúc này chạy về phía trong nguyện đường để lấy hộp bài Karuta nhằm vạch trần tội ác của Kensuke. Tất cả bắt đầu chính xác khi Momiji chiến thắng tại nguyện đường này. Và thời điểm đó, Momiji đã sử dụng những quân bài được cho là khá giống với thầy của cô ấy. Trên những lá bài ưa thích đó, có một vết máu màu đen ở bên cạnh bộ bài Karuta. Lần cuối Yajima nhìn thấy những vết này đã là 5 năm trước. Những vết đen đó chính là dấu vân tay của người giữ bộ bài Karuta cùng với vết máu của bàn tay của Nagoro. Nagoro được cho là đã biến mất cách đây 5 năm, thực ra đã bị giết chết. Và chủ sở hữu của những dấu vân tay này không ai khác chính là thủ phạm thực sự đứng đằng sau vụ án giết người này. Phản ứng nhận ra tất cả mọi thứ là về mình và bảo vệ bộ bài Karuta của Kensuke đã khiến cho Conan nhận ra một điều. Dấu vân tay trên bộ bài Karuta không phải của ông Kensuke, mà hung thủ thực sự giết chết Nagoro, đó chính là vợ của ông, Sasuke. Đến nước này thì Kensuke cũng không thể chối cãi được gì. 5 năm trước, khi Kensuke đến nguyện đường, ông đã chứng kiến vợ mình đang đứng ngơ người. Phía dưới chân cô chính là xác của Nagoro với máu be bét. Kensuke nhận ra được vợ của ông đã thua trong trận đấu với Nagoro. Khi sợ phải chịu nhục nhã trong trận đấu sắp tới với Nagoro, nên cô ấy đã phạm tội. Sau đó Sasuke cũng đã suy sụp rất nhiều. Cô cũng xin rút khỏi hiệp hội, và cách đây 2 năm cô đã mất vì bệnh tật. Đó chính là toàn bộ sự thật. Nói xong, Kensuke lôi từ trong người ra một nút điều khiển kích hoạt quả bom. Vì ông cho rằng nếu Nagoro không làm nhục Sasuke thì đã không có chuyện xảy ra như ngày hôm nay. Thế nhưng Momiji đã nhanh chóng lên tiếng cắt lời. Ông ấy không hề làm nhục Sasuke. Nagoro chỉ đến thăm cô ấy trước một ngày. Momiji lúc đó đã hỏi thầy rằng tại sao thầy lại coi hiệp hội Sasuke như kẻ thù. Nagoro trả lời: kẻ thù hả? Nó chỉ là cách nhìn từ bên ngoài mà thôi. Nhưng nếu thầy không làm thế thì sẽ không có được một trận đấu với cô ấy. Thầy chỉ muốn nghe cô ấy nói thầy làm tốt lắm khi giành chiến thắng. Đối thủ của thầy cũng chính là tình yêu đầu tiên của thầy. Thật vậy,
Nagoro đã ngưỡng mộ Sasuke và bắt đầu chơi Karuta vì cô ấy. Nhưng bác sĩ đã nói với ông ấy rằng chỉ còn có thể sống được một năm nữa vì bệnh mắt của mình. Chính vì thế mà lối chơi Karuta của thầy Nagoro dần dần trở nên hung dữ vì thầy ấy nhận ra không còn nhiều thời gian nữa rồi. Ông ấy chỉ muốn cho Sasuke thấy đầy đủ các kỹ năng của mình trước, rồi sau đó để cô ấy giành chiến thắng trong trận đấu thực sự. Thế nhưng Sasuke đã không biết điều đó và giết Nagoro. Kensuke sau khi nghe được toàn bộ sự thật cũng bắt đầu đứng không vững và tự trách bản thân bởi tất cả những tội ác đã gây ra. Đột nhiên lúc này sàn nhà rung lắc, các thanh gỗ do đã bị cháy mục trước đó nên bắt đầu không thể trụ được nữa. Conan hét lớn bảo mọi người vào thang máy ngay bây giờ. Conan, Momiji cùng với Kensuke vào thang máy đi xuống trước. Heiji và Kazuha vẫn còn kẹt lại ở trên. Lúc này Heiji nhanh trí điều khiển chiếc xe và chở Kazuha nhảy sang phía hồ nước bên phía đối diện. Vì nếu nhảy từ độ cao này xuống hồ thì theo tính chất vật lý thì mặt nước cũng sẽ cứng như bê tông. Heiji lấy đà và nói với Kazuha những lời lãng mạn khiến cho con dần điên đảo, bám chặt nhé Kazuha, nếu cậu rời xa bàn tay tớ thì tớ sẽ giết cậu. Cơ hội ngàn năm có một. Kazuha cũng đâu có ngốc mà không làm, cô nhanh chóng bám chặt vào người của Heiji. Heiji bắt đầu nhả thắng và lao một mạch về phía trước, miệng còn hét lớn tớ còn rất nhiều thứ cần nói với cậu. Bằng trí thông minh của mình, Heiji đã tận dụng quả bom của Kensuke để lại, kích hoạt nó nổ tạo lực đẩy chiếc xe của cậu về phía bờ nước bên kia. Thế nhưng khi lao xuống do lực tiếp đất khá mạnh, nên Kazuha đã bị lao xuống phía dưới. Heiji cũng nhanh chóng tóm lấy tay của Conan, đúng là một phen thoát tim. May mà bắt được chứ không thì âm dương tách biệt đấy. Conan ở dưới nhìn thấy cảnh này cũng chỉ biết chẹp miệng, hai người này thật là. Heiji và Kazuha tạm ngồi lại đây, đợi cho đội cứu hộ đến. Kazuha nhớ ra lúc nãy Heiji có điều gì muốn hỏi cô nàng thì phải. Thế nhưng Heiji lại bắt đầu màn giả vờ mất trí nhớ. Hả, cậu đang nói về chuyện gì thế? Ai biết gì đâu. Cả hai cô cậu vừa từ quỷ môn quan trở về mà vẫn còn hơi sức cái nhau, đúng là sức mạnh của tình yêu. Tưởng chừng như mọi chuyện đã êm xuôi, nhưng còn trận đấu của Momiji và Kazuha thì sao? Ai là người chiến thắng? Thật ra Momiji chính là người chiến thắng. Vì vậy, cô được quyền tỏ tình với Heiji. Thế nhưng Momiji đến thú nhận với Heiji rằng thì anh ta đã nhớ ra những gì mình đã nói lúc trước. Nguyên văn là: đừng khóc mà, hãy cố gắng trong trận đấu khác. Nếu gặp lại tôi sẽ dùng hết tất cả sức mạnh để trau dồi kỹ năng của bạn và hãy chờ tôi nhé. Thế nhưng câu nói ấy cô nàng Momiji đã nghe nhầm thành: anh sẽ biến em thành cô dâu trong lần gặp gỡ tiếp theo. Em chỉ cần đợi mà thôi. Độ này quê quá không biết kiếm gì để chui xuống. Momiji đã rời đi ngay trong một nốt nhạc. Vậy là Kazuha cũng không cần phải lo lắng Heiji của cô bị ai cướp đi nữa rồi. Cuối cùng sau bao lần truy lùng dấu vết của hung thủ thì tội ác cũng đã bị vạch trần và phơi bày. Kensuke bị bắt và phải trả giá cho những hành động mình đã gây ra, cũng như thay cho phần của người vợ Sasuke. Nagoro và Yajima giờ đây có thể yên nghỉ và được giải oan. Movie 21 lần này đã cho chúng ta chứng kiến được màn collab đỉnh cao giữa hai chàng thám tử điển trai Heiji và Conan, cùng với đó là mối tình tay bà ngang trái khiến người xem vô cùng thích thú. Sau cùng thì đám Conan cũng phải chia tay hai người bạn Heiji và Kazuha để quay trở về. Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video. Nhớ like, share và subscribe để ủng hộ kênh của chúng mình. Và đừng quên ấn nút chuông thông báo để không bỏ lỡ các video sau. See ya!